là đa số dân miền quê của mình đi chợ á, là đi bằng xuồng ghe tàu thuyền là chủ yếu, thành ra là ở dưới sông á, cái số người đi á, đi chợ rất là đông, tạo điều kiện cho cái ở chợ nổi mình á là có những cái món ăn cũng như là bún nước lèo, cơm sườn, cà phê đầy đủ các loại, thành ra bà con ở đây người ta ở dưới sông mà cũng như trên bờ. 1 giờ bắt đầu là tôi chuẩn bị đi ra chợ nổi buôn bán cho tới sáng luôn. Giá cả thì bình dân à, rẻ hơn so với ở trên bờ nhiều, nhưng mà chất lượng thì nó cũng ngon. Một ngày tôi bán khoảng là 70 ly cà phê, thu nhập thì cũng cỡ hẳn 300 ngàn, nó cũng đủ tiêu xài trong gia đình. Tôi bán bún nước lèo, hôm nay nó 7-8 năm rồi. 4 giờ sáng cô ra tới là cỡ 9 giờ 10 giờ cô về, hồi xưa là 70-80 tô, giờ là bán nhiều lắm là cỡ 50 tô trở lại không có nữa. 5 ngày kiếm 100 ngoài 200 ngàn trở lại không có nữa. Có khi nhầm bữa mưa quá bán ấy cũng có 100 ngàn thôi chứ cũng không có nhiều. Thưa quý vị và các bạn, đến với chợ nổi ngã năm của tỉnh Sóc Trăng, quý vị và các bạn nhất định thưởng thức tô bún nước lèo, đặc biệt ăn bún nước lèo trên sông sẽ mang lại một cảm giác rất là thú vị ạ.